link tạo mình để đăng ký một cái tài khoản, bấm vào nút sign up nha các bạn. Rồi rồi nó kêu mình login bằng Facebook Google, mình khuyên các bạn nên login bằng Google để bảo mật cao hơn nha các bạn. Rồi a còng anh Nhân Quỳnh 5991. Cho anh chạy chút nha bạn. Đang lấy thông tin. Sao lâu quá ta? Rồi sau khi các bạn thăm gia các bạn nhận được 10 clam nè các bạn. Chưa các bạn. Xin clam tắt. Rồi các bạn bấm vào một clam tắt này các bạn. Không được ta. Xin. Chị ta. Rồi các bạn bấm ba chữ gạch nha, ba chữ gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào claim fee nè. Má mình lót hơi chậm bởi vì dự án nó... Rồi các bạn bấm vào claim fee nha các bạn, chữ fee nè. Cái chữ deposit có withdraw nữa, defer nữa. Này giao diện bình thường như mấy con kia thôi. Defer bạn nhập lại để ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Còn withdraw thì random. Nếu mình vô đây mình quay random nha các bạn. Random cứ 1 tiếng các bạn vào mà quay random. Nếu may mắn mà nhận được 500 đến 1000 claim thì mình là vô mánh nha các bạn. Theo thông tin là vô 500 claim các bạn có thể rút luôn khoảng 1000 đô. Còn 1000 claim thì khoảng 2000 đô. Này chơi tùy theo may mắn thôi. Nghe không ạ? Quay thì từ 0.1 gram đến 1000 claim các bạn bấm vào chữ rod nha các bạn. May mắn rồi con, may mắn rồi. Vô 1000 cái. Rồi 1 claim. You win 1 gram. Cứ 1 tiếng các bạn vào mà claim 1 lần nha các bạn. Mình được đen quá. Được một gót, ok, một gót, ok. Rồi sau khi các bạn nếu may mắn các bạn vào các bạn quýt giao nữa các bạn, bạn vào đây mà có tiền nha các bạn. Nó có thanh toán qua cổng Bitcoin nè. PayPal, Visa, Mastercard đồ tùm lum như này các bạn. Nếu PayPal thì các bạn nhập địa chỉ email của bạn vào đây nè. Rồi bấm mấy số Gram là nó ra hiện số SD. Rồi các bạn bấm withdraw free là 2% nha các bạn. Mỗi video nào mỗi thắc mắc không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Video kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Rất là dễ mà.